Nga lên tiếng vụ nổ tên lửa gần nơi Tổng thống Ukraine xuất hiện. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết không ai có kế hoạch tấn công đoàn xe của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở thành phố Odessa. Mọi thứ ở đây đều rõ ràng với tất cả mọi người, cả việc không có cuộc tấn công nào nhằm vào đoàn xe ở Odessa, và hơn nữa nếu mục tiêu được đặt ra, lực lượng Nga sẽ đánh trúng. Hãng thông tấn TASS dẫn chia sẻ của ông Medvedev trên Telegram hôm 7 tháng 3. Trước đó, hãng tin CNN dẫn lời nguồn tin cho hay một tên lửa của Nga đã phát nổ cách vị trí Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis xuất hiện khi tới thăm thành phố cảng Odessa khoảng 500m vào ngày 6 tháng 3. Theo nguồn tin, đoàn xe chở hai nhà lãnh đạo Ukraine và Hy Lạp đã cảm nhận được tác động từ cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Mitsotakis không bị thương. Điều binh sĩ NATO tới Ukraine là vì thất bại của Kiev. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho rằng tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng điều động binh sĩ NATO tới Ukraine là do thất bại của Kiev trong cuộc phản công và những hành động thành công của quân đội Nga khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tập thể phương Tây đang cố gắng thúc đẩy các kế hoạch phi thực tế nhằm gây ra thất bại chiến lược cho Nga ở Ukraine. Bằng cách tiếp tục hỗ trợ quân sự và kỹ thuật quân sự quy mô lớn, phương Tây thực sự đang tham gia vào cuộc xung đột vũ trang, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Patrushev. Liên quan đến sự thất bại của cuộc phản công được Ukraine cường điệu hóa và những hành động thành công của các lực lượng vũ trang Nga, sau hội nghị vào ngày 26 tháng 2 tại Paris, Tổng thống Pháp Macron đã không loại trừ khả năng điều động các lực lượng quân sự NATO tới Ukraine. Ông Macron nói các nước phương Tây sẽ làm mọi thứ cần thiết để ngăn Nga giành chiến thắng ở Ukraine. Ông Patrushev nói thêm. Cũng theo ông Patrushev, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin từng nhận định nếu Ukraine thua, NATO sẽ phải đấu với Nga. Trong thông điệp liên bang trước Quốc hội Nga, Tổng thống Putin đã nhắc lại số phận của tất cả những người từng điều quân tới đất nước chúng ta và cảnh báo giờ đây hậu quả đối với những kẻ xâm nhập có thể sẽ bi thảm hơn nhiều, bởi Nga có vũ khí có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ, ông Patrushev nhấn mạnh. Nga đánh chặn 6 UAV của Ukraine tấn công vào sâu trong lãnh thổ. Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo quân đội nước này đã chặn 6 máy bay không người lái UAV của Ukraine đang nhắm vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Theo thông tin chi tiết, một máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn rơi trên vùng Kursk, 3 chiếc bị bắn hạ trên vùng Bryansk và 2 chiếc trên vùng Tula. Thống đốc vùng Bryansk Alexander Bogumas trước đó đã cảnh báo về hai vụ đánh chặn UAV. Cả hai sự việc đều không gây ra thiệt hại hoặc thương vong trên mặt đất. Vào sáng ngày 7 tháng 3 giờ địa phương, thống đốc Alexander Gusev của vùng Voronezh cảnh báo người dân về một mối đe dọa có thể xảy ra. Ukraine tuyên bố phá hủy nhiều thiết giáp Nga ở Avdiivka. Nga bày tỏ rõ quan điểm về sử dụng vũ khí hạt nhân. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định vũ khí hạt nhân của Nga chỉ được triển khai trong trường hợp sự tồn tại của nước này bị đe dọa. Học thuyết hạt nhân của Nga chỉ ra rằng Moscow sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân nếu nước này hoặc các đồng minh là mục tiêu trong cuộc tấn công thứ nhất. Hồi tháng 6 năm 2023, Tổng thống Vladimir Putin cho biết không cần sử dụng vũ khí hạt nhân vì chúng chỉ nhằm mục đích răn đe. Phát biểu ngày 6 tháng 3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố nếu có gì đó đe dọa đến sự tồn vong của đất nước chúng tôi thì vũ khí hạt nhân sẽ được triển khai. Ông nhấn mạnh rằng xét đến mức độ nghiêm trọng của chủ đề này thì không thể xem nhẹ nó. Chiến thuật mới của Ukraine để tránh bẫy của Nga. Binh sĩ Ukraine đang tiến qua các chiến hào bằng cách sử dụng máy bay không người lái UAV để trinh sát và đi theo các nhóm nhỏ tránh bẫy của Nga. Binh sĩ Davidson của Ukraine nói rằng họ đang sử dụng UAV để tiến quân về chiến hào phía trước. Việc xây dựng chiến hào và sử dụng UAV là hai lĩnh vực thay đổi nhiều nhất trong thời gian qua, dựa trên những diễn biến trên chiến trường ở Ukraine. Theo Davidson, binh lính Ukraine chia thành các nhóm nhỏ hơn để đi xuống các chiến hào, thay vì đi theo đoàn đông người. Kế hoạch này một phần là do binh sĩ Ukraine không biết rõ những bãi mìn hoặc những cái bẫy của Nga được thiết lập như thế nào. Việc chia binh sĩ thành nhóm nhỏ giống như một phương pháp bảo vệ họ khỏi các bãi mìn, giúp tất cả các binh sĩ không bị tấn công cùng một lúc. Tư lệnh lục quân Ukraine hé lộ kế hoạch phản công mới trong năm nay. Trung tướng Alexander Pavlyuk cho biết Ukraine đang tìm cách để nắm thế chủ động trên chiến trường vào cuối năm nay. Phát biểu với ICTV ngày 6 tháng 3, Trung tướng Alexander Pavlyuk nói rằng mục tiêu cấp bách nhất hiện nay là ngăn chặn các bước tiến của Nga và tập hợp lại các đơn vị Ukraine để các lực lượng chiến đấu đang kiệt sức có thể rút lui khỏi tiền tuyến và nghỉ ngơi. Sau đó, Ukraine sẽ thành lập một nhóm tấn công và thực hiện các hoạt động phản công.
Tôi nghĩ chúng tôi sẽ sớm ổn định tình hình, ông Pavlyuk nói, đồng thời cho biết thêm Bộ Chỉ huy đang cố gắng làm mọi thứ có thể để chuẩn bị lực lượng cho các chiến dịch tích cực hơn và giành thế chủ động. Xe tăng T-72B3 phá hủy M1 Abrams ngay từ phát bắn đầu tiên. Bộ Quốc phòng Nga ngày 6 tháng 3 cho biết quân đội nước này đã phá hủy một xe tăng M1 Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine trong một cuộc giao tranh gần thành phố Avdiivka ở vùng Donbass. Đây là chiếc Abrams thứ 3 bị Nga phá hủy trong những ngày gần đây. Chiếc Abrams đã bị hạ gục chỉ bằng một phát đạn từ xe tăng T-72B3. Đoạn video về cuộc đối đầu giữa xe tăng T-72B3 của Nga và xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất được RIA Novosti đăng tải trên kênh Telegram. Hình ảnh dường như được quay từ chiếc T-72 cho thấy chiếc Abrams bị phá hủy ở một khu vực nông thôn. Xe tăng Nga bắn vào lớp giáp của Abrams, mục tiêu sau đó phát nổ. Tên lửa Nga nổ gần đoàn xe của Tổng thống Ukraine Zelensky. Một tên lửa Nga đã nổ ở thành phố cảng Odessa, miền nam Ukraine, gần nơi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp gỡ Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. ABC News dẫn lời các quan chức giấu tên của Ukraine cho hay vụ việc xảy ra sáng 6 tháng 3 khi Tổng thống Ukraine Zelensky đang tiếp Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis ở thăm Odessa. Tên lửa dội xuống khu vực cách chỗ chúng tôi chỉ vài trăm mét, một nguồn tin cho hay. Theo nguồn tin trên, đây là vụ tập kích của Nga gần nơi ông Zelensky xuất hiện nhất từ trước đến nay, nếu không kể đến những lần nhà lãnh đạo Ukraine thăm tiền tuyến. Tuy nhiên, nguồn tin cho rằng vụ tập kích không chủ đích nhằm vào ông Zelensky, đây dường như chỉ là một vụ tập kích như thường lệ của Nga nhằm vào thành phố cảng chiến lược ở miền nam Ukraine. Không kịp chuẩn bị phòng tuyến, Ukraine rút lui ở Zaporizhia. Kênh Military Summary đưa tin, do thiếu quân dự bị, hỗ trợ kém và hoàn toàn không thể phản pháo do thiếu đạn, tình trạng bế tắc đã nảy sinh khi lực lượng vũ trang Ukraine không thể giữ vững các vị trí trên chiến trường và các khu vực trống trải, đặc biệt là tại mặt trận Zaporizhia. Trong tình huống như vậy, quyết định đúng đắn duy nhất đã được Bộ Chỉ huy Ukraine tại Zaporizhia đưa ra, rút quân từ Rabotin và Vebove về Orykhov để cố thủ sau bức tường thành của thành phố, khu vực đô thị có nhiều nơi trú ẩn để ngăn thương vong khỏi vũ khí của Nga. Nếu không ngăn được thế tiến công của đối phương, rất có thể thành quả duy nhất trong chiến dịch phản công hè thu năm 2023 của Ukraine sẽ bị Nga đòi lại. Ukraine nói vụ tấn công tàu Sergei Kotov, Nga làm ít nhất 27 người bị thương. Kyiv Independent đưa tin, theo số liệu mới nhất của cơ quan tình báo quân sự Ukraine, công bố ngày 6 tháng 3, ít nhất 27 thành viên thủy thủ đoàn bị thương sau vụ tàu tuần tra Sergei Kotov của Nga bị phá hủy ở Crimea. Trước đó một ngày, cơ quan này đưa tin 7 thủy thủ Nga thiệt mạng, 6 người bị thương và 52 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đã có thể được sơ tán. Cơ quan này cho biết trên Telegram vào ngày 6 tháng 3 rằng hơn 20 thành viên phi hành đoàn bị thương ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau, đồng thời cho biết thêm rằng thông tin về thương vong đang được làm rõ. HUR ngày 5 tháng 3 xác nhận tàu tuần tra Sergei Kotov thuộc dự án 22160 đã bị phá hủy ở eo biển Kerch sau khi bị xuồng không người lái hải quân Makura V5 của Ukraine bắn trúng. Cách Nga ngán đường Ukraine trong nỗ lực chiếm ưu thế trên không. Ukraine có thể là quốc gia mạnh về sản xuất và cải tiến máy bay không người lái, nhưng Nga đang làm phức tạp thêm những nỗ lực của Kiev nhằm chiếm ưu thế trên không. Những người điều khiển máy bay không người lái ở Ukraine đang đối mặt với hai thách thức lớn trên chiến trường giữa bối cảnh xung đột đã bước sang năm thứ ba. Taras Mut, giám đốc quỹ Combat Alive Foundation hỗ trợ quân đội Ukraine cho hay. Theo ông Mut, các phi công điều khiển của Ukraine không thể phóng hàng chục nghìn UAV cùng lúc, hay nói đúng hơn là Kiev cần phải triển khai máy bay không người lái từng chiếc một. Đây là một bất lợi, ông Mut cho hay. Ngoài ra, theo ông, vấn đề thứ hai là đối phương có thể gây nhiễu tần số thông thường bằng các thiết bị tác chiến điện tử điển hình được thiết kế cho nhiệm vụ này. Đó là lý do tại sao người vận hành giàu kinh nghiệm thường tìm kiếm và thay đổi tần số cho phù hợp với từng khu vực cụ thể trên tiền tuyến. Điều đó cho phép họ làm việc đồng thời với nhiều máy bay không người lái hơn, ông Mut nhận định. Ukraine đang học hỏi chiến thuật tác chiến điện tử của Nga và tìm cách thích nghi để đối phó với chúng. Chuyên gia Samuel Bendev thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân CNA có trụ sở tại Mỹ cho biết, bất kỳ nơi nào đang có khoảng trống trong tác chiến điện tử, nhiều máy bay không người lái có thể triển khai trên bầu trời bất cứ lúc nào. Tác chiến điện tử là một phần trong cách Nga và Ukraine đang tiến hành để đối phó với các đội máy bay không người lái của nhau, đặc biệt là các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV đang ngày càng phổ biến. Các hệ thống tác chiến điện tử có thể can thiệp vào việc nhắm mục tiêu của UAV và gây nhiễu tín hiệu, vệ tinh dẫn đường cho các phương tiện không người lái.
Đầu tuần này, một nhà quan sát quân sự Nga cho biết những người điều khiển FPV của Ukraine đang thay đổi tần số và đặt hàng sản xuất công nghiệp với thông số thay đổi này từ các nhà máy nước ngoài. Người này thừa nhận, các hệ thống tác chiến điện tử của chúng tôi không phải lúc nào cũng hiệu quả để đối phó với chúng. Khả năng chống chịu của UAV trước các thiết bị tác chiến điện tử phụ thuộc vào loại thiết bị mà đối phương sử dụng, bao gồm cả tần số. Ông Mood cho biết những nỗ lực trong tác chiến điện tử có thể bị phản tác dụng bằng cách tăng số lượng tần số được sử dụng. Một nhà quan sát quân sự khác của Nga hôm 5 tháng 3 cho biết các máy bay không người lái FPV của Moscow đang bị áp chế bởi chính các hệ thống tác chiến điện tử của chúng ta. Xung quanh thành phố Avdiivka khi chỉ có khoảng 30% phương tiện không người lái tiếp cận được khu vực mục tiêu. Các nguồn tin Ukraine cũng cho rằng quân đội Nga đã chuyển máy bay không người lái FPV của mình sang tần số khác với tần số thường được sử dụng bởi các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine, đặc biệt là các phiên bản di động, ông Bendet nhận định với Newsweek. Cả hai bên dường như đều tin rằng đối phương đang sản xuất nhiều FPV hơn, nhưng rất khó để xác minh con số chính thức. Nga đã tăng cường sản xuất UAV, dồn lực vào việc mở rộng kho máy bay không người lái FPV giá rẻ. Sự phát triển FPV của Nga có lẽ đã tăng theo cấp số nhân, ông Bendet cho biết vào giữa tháng 12 năm 2023, và Moscow hiện có thể sẽ nhận được hàng chục nghìn FPV mỗi tháng. Ukraine cũng đã thực hiện một số hoạt động gây quỹ để tăng cường sản xuất UAV, đặc biệt là máy bay không người lái FPV. Chiến dịch Unity, một nỗ lực ban đầu từ Combat Elite Foundation, nền tảng United 24 do nhà nước hậu thuẫn và ngân hàng trực tuyến Monobank của Ukraine đã gây quỹ để cung cấp hàng nghìn máy bay không người lái cho các đơn vị trong lực lượng vũ trang, lực lượng đặc nhiệm, cảnh sát quốc gia và cơ quan an ninh của Ukraine. Một đợt gây quỹ tiếp theo đã quyên góp được số tiền để mua thêm 5.000 máy bay không người lái FPV trang bị vũ khí.